Sáng 4 tháng 11, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Sông Công đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình hộ ông Dương Đình Lợi, tổ dân phố Du Tán, phường Thắng Lợi, để thực hiện thi công tuyến đường Trần Phú thuộc dự án đường 30 tháng 4, đoạn từ đường Thắng Lợi đến đường Thống Nhất. Tại buổi cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế đã thông báo các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư tuyến đường Trần Phú. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Dương Đình Lợi theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu gia đình ông Lợi bàn giao khu đất trên. Ban thực hiện cưỡng chế thành phố đã hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà ở cùng các công trình phụ trợ, vận chuyển đồ đạc sang khu nhà còn lại không thuộc đất trong dự án phải cưỡng chế, đồng thời thu hồi diện tích 1.631,3 m², trong đó có 180 m² đất ở và 1.451,3 m² đất nông nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trước đó, để thực hiện tuyến đường Trần Phú, thành phố Sông Công đã nhiều lần tuyên truyền vận động gia đình ông Dương Đình Lợi bàn giao đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, gia đình không chấp hành việc di dời. Do đó, thành phố Sông Công đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau đó bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố, thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra.